Còn Lazaro suốt một đời chịu bỏ những
Questo è l'avverbio accogliere con ti faccio con lửa giữa chúng ta đây và các con đã có một sự thật lớn đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được và bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy cố phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai Lazaro đến nhà cha con vì có thể còn 5 người anh em nữa, xin cha anh đến cảnh cáo họ, cả họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chỉ nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa. Thì không nằm ở trong cái
cho nên là không được quan tâm và không đáng được đặt tên. Nói như thế thì có lẽ cũng không không ổn lắm. Và chúng ta có thể hiểu rằng đó là mình nào ở trong chủ môn này nó rõ ràng là có tên của nó, trong khi người giàu không có tên là để cho chúng ta tất cả chúng ta từng bộ cảm thấy mình ở nơi vai vế, cảm thấy mình ở những cái vị trí của cái người mà không có tên của người. Tuy rằng chúng ta không phải là một người giàu thanh sù, chúng ta không phải là có đầy đủ thứ, nhưng mà một cách nào đó chúng ta đang được hưởng rất nhiều ở Chúa. Chúng ta vẫn được rất nhiều may mắn, chúng ta vẫn được rất nhiều những tiện nghi ở trong cuộc sống. Chúng ta sợ mà cái khoảng cách giữa chúng ta với những người này vẫn còn rõ ràng. Còn bởi vì có lắm người có tên của nhà họ, không phải chỉ là những người nghèo khổ vì vật chất mà thôi, đói khát mà thôi, còn là những người nghèo khổ vì bệnh tật, vì những nỗi khổ tinh thần đủ loại mà khổ đến nỗi nếu mà ai biết lúc đầu thì sẽ cảm thấy không thể nào mà không đau lòng. Và tại sao cái khoảng cách này có biết bao nhiêu người mà chỉ có với chúng ta cái khoảng cách vẫn còn có thể thì chúng ta vô cảm, khổ khốc, thờ ơ và dễ chịu. Chúng ta không có cái nhảy, chúng ta không có một thông tin biết lúc đầu, chúng ta không có một đôi mắt của tình yêu, của thân khí, tình yêu đều rồi. Chúng ta nhìn thấy cái điều mà đáng lẽ chúng ta phải nhìn. Chúng ta không có cái đôi tai của tình yêu để có thể nghe những nỗi khổ mà đáng lẽ chúng ta phải nghe. Mà chúng ta không có cảm thấu được, chúng ta không có được cái sự nhạy bén nhạy cảm đó. Cho nên